tổng quan hoạt động quán bán hàng đỉnh cao là phải là một nhà tư vấn bán hàng mới gọi là bán hàng đỉnh cao. Bán hàng chuyên nghiệp phải là trở thành một nhà tư vấn chuyên nghiệp. Bài thứ hai nữa là phẩm chất người bán hàng. Bán hàng không đơn thuần là tự nhiên bán hàng. Mình phải có những cái phẩm chất cơ bản để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp. Ví dụ bán hàng, anh chị bán hàng, bán hàng thì nó cũng không khó lắm, đúng không ạ? Nó không khó lắm. Thật ra mình, hồi xưa tôi ở, tôi thì gốc Đồng Tháp, dân miền Tây. Hồi trước á, ở dưới quê á, bán hàng, ví dụ như nhà mình trồng cái ổ trước vậy, 5.000 ký về thì bán hàng. Đó, đơn giản, bán hàng nó đơn giản chứ thì khó, đúng không? Nhưng mà để trở thành người bán hàng chuyên nghiệp, bán được hàng đó, ví dụ đẩy hỏi chờ khách hàng tới, đi tới để khách hàng mua, đó đâu gọi là bán hàng chuyên nghiệp đâu, cũng là bán hàng nhưng mà bán hàng chuyên nghiệp mình phải đợi chờ khách hàng, mình bị động, đợi chờ khách hàng đi tìm đến mình để mua, đúng không? Đó là bán hàng bị động. Còn bây giờ bán hàng chuyên nghiệp thì mình phải chủ động, và chủ động tìm kiếm khách hàng, đúng không? Tìm kiếm khách hàng thì mới gọi là bán hàng chuyên nghiệp. Chủ động tìm kiếm khách hàng, thuyết phục khách hàng mua hỏi của tôi rồi, hỏi tôi giá rẻ là hỏi tôi ngon cái gì đó, thì thuyết phục khách hàng để mà khách hàng mua sản phẩm của mình, thì đó mới gọi là bán hàng chuyên nghiệp. Nó khác chứ bán hàng đơn thuần. Và cái phẩm chất của người bán hàng chuyên nghiệp thì nó có những 6 phẩm chất. Phẩm chất đầu tiên đó là cởi mở và thích giao tiếp. Thật ra bán hàng á, mình bán hàng lúc nãy tôi cũng gọi các anh chị để mà giới thiệu về mình đó. Thì nó cũng có một cái ngụ ý là xem anh chị có cởi mở không, có thích giao tiếp không. Bán hàng mà không cởi mở, không vui vẻ, mà không ưa thích giao tiếp đó, thì thôi thôi, không bán hàng được nghe. Ví dụ như ổi nhiêu ký đây hậu? 5.000. Nhiêu? 5.000. Trời ơi, mặt nhăn lắm, nhăn mà nói cái ngữ âm mình nói giống như là mình đang chửi lộn khách hàng á, đang chửi với khách hàng á. Ổi này nhiêu ký? 5.000. Mắc quá vậy, bớt được không? Muốn mua thôi. Đó không phải là bắt người bán hàng nha. Bán hàng mình phải vui vẻ với khách hàng, mình phải giao tiếp với khách hàng. Chị cần mua ổi gì, ổi không ruột hay ổi có ruột cho hàng. Đó. Rồi chị mua bao nhiêu ký? Nếu mà chị mua 5 ký thì em giảm cho chị 5.000, 10.000 gì đó, giảm chị 1 ký. Mình phải giao tiếp với khách hàng, mình thân thiện với khách hàng á thì mình mới bán hàng được. Còn bán hàng mặt mày nhăn nhó giống như ai ăn hết của nhà mình thì thôi rồi, sao bán hàng được, đúng không ạ? Bán hàng không nhăn nhó được, mình phải vui vẻ, mình phải cởi mở với khách hàng đó, mình mới bán hàng được. Chứ còn bán hàng mà không thích giao tiếp, cứ lầm lì lì, ai nói gì nói, ai làm gì làm, cũng không cười không nói. Bán hàng cần rất cần nụ cười với các anh chị. Anh chị bán hàng tôi còn biết khách hàng mua hay không cũng không quan tâm, nhưng mà khách hàng quan tâm nhất là cái nụ cười anh chị. Chứ không có khách hàng không quan tâm là sản phẩm này tốt, sản phẩm này mắc, mà rẻ. Nhiều khi người ta sản phẩm này nó mắc hơn sản phẩm khiến cho người ta mua hàng. Cái nụ cười rất quan trọng. Chị chủ này bán hàng chị vui vẻ quá, chị lanh lợi quá, chị hoạt bát quá, tôi mua cho chị. Chứ thật chất tôi mua về tôi cũng chả biết tôi có xài không. Cái quan trọng là tôi thích khi giao tiếp của anh chị. Tôi cảm thấy thân thiện, tôi cảm thấy được tôn trọng khi bước vào cửa hàng này. Thì quan trọng là mình phải giao tiếp. Chứ còn đừng như là ở Hà Nội thì nó có gì, có gì cửa hàng gì bún chửi hả? Đúng không ạ? Bún chửi ở Hà Nội đúng không ạ? Anh chị nào biết không? Cháo bún chửi ở Hà Nội á, là vô ăn là người ta chửi trên đầu á,
kêu cho tôi tô bún, rồi nó chửi cho đã, rồi nó mới bưng ra tô bún. Tháng sau nó mới bưng ra tô bún đó, nó gọi là bún chửi á. Cái cách cách bán hàng của người ta là chửi như mặt khách ầm ầm vậy đó. Gặp tôi là chỉ ăn lặng làm sao thôi, sao tôi không ghét nữa đâu. Tôi đâu phải xin như vậy đâu, chỉ chửi tôi quá trời, tôi là khách hàng mà. Đó cho nên bán hàng mình phải vui vẻ, mình phải hoạt bát với khách hàng, chứ mình không có cao có những cái này. Người ta cho mình lợi nhuận mà, người ta cho mình doanh thu mà. Đó, người ta cho mình chứ người ta đâu có lấy cái gì của mình đâu mà mặc gì mình phải là khó khăn với người ta, đúng không? Đó cho nên phẩm chất đầu tiên của bán hàng đó là phải thích giao tiếp cái đã. Mình phải thích giao tiếp mình mới bán hàng được. Còn bán nhăn nhó quá thì bán hàng không được đâu. Đó, đó là phẩm chất đầu tiên. Và phẩm chất thứ hai đó là gì? Ham học hỏi và khiêm nhường. Thì đầu tiên là ham học hỏi. Thì thật ra là bán hàng mình, khi mình bán cái gì đó mình phải am hiểu về sản phẩm đó, đúng không ạ? Ví dụ như nãy tôi nói là bán cái mình có, mình chỉ có trồng ngô thôi, trồng bắp á, mình chỉ trồng bắp thôi, mình bán bắp. Cái bên kia, nhà bên kia nói thôi bây giờ người ta không ăn bắp, người ta ăn khoai nhiều, mày bán bắp rồi mày bán luôn khoai đi, kiếm khoai mày mua. Thì mình phải học hỏi khoai là mua khoai gì, người ta thị hiếu thị trường bây giờ là người ta ăn khoai gì, khoai Nhật hay là khoai Việt Nam, khoai đời ruột đỏ hay là khoai vàng, khoai ruột trắng nè. Phải học hỏi ông bên kia, ông bán ngày thường ông bán khoai gì ta, khoai ruột đỏ là nó khoai ruột tím là bán dễ lắm phải không? Lấy vô đầu vô đi cho nó đầu vào thì nó rẻ lắm đúng không? Đó, bán ra thì lợi nhuận khá là cao. Phải học hỏi ông kia ông từng bán mà, ông biết kinh nghiệm có. Đó, rồi kiến thức của khoai, ví dụ khoai đây, khoai ruột vàng thì nó dẻo hơn, nó thơm hơn, nó làm được nhiều món, ví dụ như làm chè hơn so với các loại khoai khác. Thì phải học hỏi kiến thức của ông làm khoai, tức là mua bán cái gì mình phải học hỏi kiến thức của sản phẩm đó, rồi học hỏi kiến thức của người bán sản phẩm đó, mình phải học hỏi thường xuyên đó, học hỏi kỹ năng luôn, kỹ năng ông làm sao bán. Ông bán làm sao mà ông bán hàng là dễ quá vậy, bán hàng doanh thu lúc nào cũng cao. Học hỏi cái kỹ năng bán hàng, gặp khách hàng như thế nào, bắt tay rồi cười nói như thế nào, chuẩn bị tặng đồ promotion cho khách hàng như thế nào, khuyến mãi khách hàng như thế nào đó. Đó là phần ham học hỏi, tức là bán hàng mình phải học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, học hỏi về sản phẩm của mà mình bán. Đó. Và cái kế bên ham học hỏi mình phải có cái yếu tố là gọi là khiêm nhường. Các thật ra học hỏi mà mình không khiêm nhường thì mình đã học được gì đâu. Lúc nào mình cũng là bố đời người khác thì không học được gì. Mình giờ người ta hỏi mà mày biết cái này không? Ô cái này dễ, cái này đủ quý đấy, tôi làm hoài gì mình làm chắc lắm, làm sai xe bắt nhà luôn. Thà ví dụ mình biết nhưng không sâu, cái này em biết chút đi, chỉ một lần em sẽ biết, còn anh không chỉ em không biết đâu. Mình phải khiêm tốn, khiêm nhường hơn. Mặc dù mình có biết đó nhưng mà mình biết ít so với người ta thì thôi anh chỉ em đi chứ em biết ít thôi đó. Chứ còn khiêm nhường thì mới học hỏi được nhiều. Giống như câu chuyện mà là của tấp trà với lại bình trà đó. Thì người ta hỏi, ủa hỏi cái anh chị á, là tấp trà nè với cái bình trà này á, thì thằng nào nhận được nhiều hơn? Có phải là cái tấp trà nhận được nhiều hơn không? Nhận được như nước nè, thằng nào cho thằng nào nhận, dĩ nhiên là cái tách trà này là người được nhận đúng không ạ? Còn người cho là cái bình trà này. Mình muốn được nhận thì mình phải thấp hơn cái bình trà này
thì mình mới nhận được nước à. Còn ông cao hơn bình gà ông nhận được không được nước đâu, ông phải thấp hơn bình gà rồi mình mới nhận được nước, nhận được những cái hay, cái tinh hoa người khác, là mình phải thấp hơn người ta, thấp hơn người ta, mình đóng vai trò mình thấp hơn người ta một bậc thì người ta mới sẵn sàng chia sẻ cho mình. Chứ còn mình bố đời người ta, cao hơn người ta, lúc nào cũng tỏ vẻ hơn người ta thì thôi rồi, không nhận được gì đâu. Đó, cho nên là cái phẩm chất người bán hàng cũng là ở đây là cũng phải khiêm nhường, chứ không phải là tôi muốn mua cái lọ cái ống nhựa đó hơn. Mấy thằng quỷ gì bán mắc, tôi bán rẻ. Tôi bán tôi tặng cho chị luôn, có tặng phẩm luôn. Mấy quỷ đó bán được gì? Tôi trong ngành này tôi làm 5-70 năm rồi, mặc dù mình mới làm con năm rồi. Tôi làm 5-70 năm, còn mấy kia nó mới làm đây nó biết gì. Cho nên là thiếu cái khiêm nhường là không bao giờ phát triển được. Bao giờ mình cũng phải khiêm nhường, mình cũng phải đóng vai trò là cái tách. Đối với khách hàng cũng vậy, mình cũng phải khiêm nhường với khách hàng. Khách hàng nó sai đó, nó chất bớt à. Nhưng mà mình khiêm nhường, anh chị nói cũng đúng. Chứ sai, nhưng mà gì biết em rồi. Chứ em cũng không nói là nó đúng nữa. Thì mình nói những cái nào đúng cho khách hàng. Ví dụ khách hàng nói là cái ly, cái tách trà này ta mua ở Trung Quốc có nhiều, có ngàn cái, về đây Việt Nam bán 100.000 cái bán mắc mày. Không lẽ mình nói thôi mày mua thì qua Trung Quốc mày mua mẹ rồi đâu được đó. Khách hàng, mặc dù khách hàng nói sai, nhưng ta gốc xứ đàng hoàng mà ông nói thì sao mua đồ Trung Quốc, khách hàng nói sai cũng không được trừ khách hàng, cũng cười. Mình bán hàng mà mình không được cự khách hàng, mình lúc nào mình cũng có nụ cười trên môi. Khách hàng nói sai cũng được cự nữa, đừng có khách hàng nói sai cái giống cái cổ lên cự. Bà nói sao giống sĩ Minh Long của người ta mà bà nói đồ Trung Quốc là sao, bà có đi đâu vậy? Không, không được cự khách hàng nha, không được la khách hàng. Khách hàng nói là lúc nào cũng đúng, không có nói sai. Cũng cười đó, bán hàng mà phải giữ nụ cười trên môi. Khách hàng nói đúng không sai, chị nói cũng đúng, cũng không sai. Nhưng mà theo ý kiến của em vậy, em thì cái ý của em vậy, nó không biết nó có đúng hay sai. Thôi chị, nếu có phật lòng chị cho em xin lỗi. Thật ra là giày góp em là gốm sứ, làm chất liệu còn của Việt Nam, làm từ đất nung của Việt Nam. Đất này rất rất khó tìm, nó chỉ có ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, gần dãy núi Thác Sơn mới có loại đất này. Đó, khó tìm, chi phí đầu vào nó căng lắm, đi tìm mua trần ngàn luôn không giờ dễ gì. Chi phí đầu vào rất là cao, cho nên em không thể bán giá rẻ được. Tụi em làm thì toàn là làm thủ công, nó tinh xảo so với máy, làm bằng sức người thì giá thành nó không rẻ, bán rẻ là lỗ không được. Còn có thể gì nói là gốm sứ của Trung Quốc gì đó thì em không biết, nhưng mà cái này là gốm sứ bên em thì do bên em làm có nhà máy đàng hoàng. Nếu chị rảnh thì em dẫn chị xuống nhà máy xem chất liệu của bên em đó. Chứ còn nói như vậy khách hàng nghe nó ấm lòng hơn, cãi gần khổ lên chửi khách hàng mà đi sao em, đồ tôi là đồ chất lượng cao và nói Trung Quốc vậy. Và có bị khùng không, không được chửi người ta, đó là nguyên tắc đó. Là tôi đã đi xong qua cái thứ hai, cái phẩm chất thứ hai. Phẩm chất thứ ba nữa là chân thật. Giống như nãy tôi đã nói rồi đó, bán hàng á thì bán hàng thì mình phải chân thành đó. Chân thành mình xem khách hàng giống như anh em mình, cố gắng mình
tạo ra cái không khí mình đừng đi sâu quá sâu vào cái hàng hóa. Chị mới mua sản phẩm bên em có sản phẩm này, mình giới thiệu rất là đặc hàng hóa. Ông tôi đâu có biết ông là ai đâu, ông vô ông giới thiệu quá trời, mới bóp hàng hóa tùm lum chứ. Tôi chưa biết ông là ai luôn á. Thì mình phải lấy lòng khách hàng, phải làm sao cho khách hàng cảm thấy là mình đáng tin cậy, cảm thấy mà mình chân thành. Chào anh chị, em tên bán hàng ở công ty ABC gì đó. Đó thì rất là hạnh quen làm quen với chị. Chị có dùng nước không? Để em chị uống nước gì? Em gọi em có thể đáng tin cậy với khách hàng, phải chân thành với khách hàng. Thì khách hàng mới nghe mình nói. Chỉ còn vô ông nhào vô ông nói phải mua cái sản phẩm này, mua sản phẩm A đó. Tao biết mày là ai đâu à? Không được, phải có mối quan hệ trước, tạo mối quan hệ trước, khắc kích trước. Mình gặp cái này mặc dù mới gặp lần đầu thì mình cũng phải tỏ vẻ như là mình đã gặp nhiều lần rồi, tỏ vẻ như là người khách hàng này là anh em trong nhà mình. Mình phải đối đãi một chân thành, trái tim đến trái tim, trái tim mình chân thành thì khách hàng nó sẽ chân thành với mình đó. Chứ vô đầu tiên anh chạy trên số, chạy trên số cứ bán cái sản phẩm tôi rồi mua, đến mua thôi đừng mua hàng khác. ABC sản phẩm tôi có hàng này, ABC nó liên thiên. Tôi sáng nay tôi cũng có nhận cuộc điện thoại, điện thoại bên bán hàng của bảo hiểm gọi điện thoại. Tôi mới bật máy lên alo cái nó nguyên hàng này, em có sản phẩm ABC nó như ngày mai. Theo chị, nếu khách hàng mà nói chuyện như một cái máy, nếu người bán hàng mà nói chuyện cái máy thì theo anh chị phản ứng đó chị như thế nào? Phản ứng anh chị như thế nào? Tôi biết ý kiến coi, có từng gặp, có từng giống như cái máy không? Có ai từng gặp chưa? Anh ta gặp chưa? Dạ xin chào thầy, em là Phạm Thị Hồng Tươi, đang công tác tại trạm hướng nông huyện Châu Thành A. Thì em cũng đã gặp một cái trường hợp là mấy cái tiệm chăm sóc sắc đẹp á, hay gọi là không nói được gì luôn. Xong rồi cái em mới nói là dạ em không có nhu cầu. Dạ đúng không? Đó thì đó, rõ ràng cứ là bắt lên, bắt máy điện thoại lên thì nó quá trời luôn. Tôi không biết tôi là ai, tôi ở đâu luôn đó. Tôi nói thật là tôi không biết tôi là ai luôn á. Nó bóp. Em gọi nhầm số, tôi cúp máy. Chứ bây giờ khách hàng nó gọi điện mình, nó bán sản phẩm mà nó chăm chú vô sản phẩm. Tôi có sản phẩm này, không nghe, gọi nhầm số rồi. Đầu tiên là mình phải tạo cái thiện cảm với khách hàng. Mình phải biến mình là một người anh em đối với khách hàng. Mình đáng tin cậy với khách hàng, người ta mình đáng tin cậy, người ta mới nghe mình nói. Chứ còn mình vô mình nói như cái máy thì sao, tao mua cái la vô tao ngồi tao nghe mắc gì tao phải nghe mày nói à, mất thời gian đúng không? Cho nên bài sau mình sẽ đi sâu vô cái tele sale, kỹ năng bán hàng hoàn toàn đó sẽ khác. Vô đó nguyên thiên cái nha, tôi cũng không biết cái người bán hàng đó tên gì, ở đâu rồi, tên gì, làm ở đâu, tôi không biết gì hết. Cứ giới thiệu chăm chú, như giới thiệu sản phẩm mà mặc dù không cần biết mày có nhu cầu hay không, tao giới thiệu trước sản phẩm vô đúng không? Cho nên mình chân thành với khách hàng trước, mình tạo cái niềm tin với khách hàng trước thì khách hàng người ta mới nói chuyện với mình. Mình mới thể hiện mình chân thành, mình đáng tin cậy thì người ta mới nói chuyện với mình. Còn mình không đáng tin cậy không đánh đâu còn nói chuyện, đúng không? Đó cho nên là khi mình bán hàng mình phải là chứng tỏ mình đáng tin cậy đối với khách hàng thì khách hàng mới là mua hàng của mình.
dù người khuyến nông mình vậy, mình gặp bà con nông dân mình cũng phải chân thành với họ, phải tạo cái thiện cảm với họ, mối quan hệ với họ. Cũng gặp họ cũng cười, cũng bắt tay bắt mặt mừng, cũng cười nói chia sẻ sức khỏe anh sao, dạo này sao, anh đang trồng cái gì, làm ăn được hay không, anh con anh bao nhiêu tuổi. Mặc dù mình nói cái đó nó không liên quan tới bán hàng, nhưng mình phải tạo cho người ta cảm thấy mình đáng tin cậy, người ta cảm thấy mình giống như là một người anh em trong nhà đó. Rồi người ta mới đặt vấn đề, người ta đặt vấn đề với mình chứ mình cũng cần đặt vấn đề người ta đặt vấn đề bên mày nghe nói bên dịch vụ khuyến nông thì mình có bán mấy cái ống nước, ống nhựa đúng không mày? Mày coi ống nào tốt tốt mày lấy cho anh vài chục ống anh tưới phân sau nhà coi. Người ta tin cậy mình thì người ta mua, đâu cần giới thiệu chứ, đâu cần phải nhiều lời đó. Những anh mà nhiều lời anh không có mối quan hệ, anh không có tạo được mối quan hệ với khách hàng, khách hàng cũng không có cảm thấy anh ta đáng tin cậy nữa, không bao giờ mua. Nhưng mà mua những người đáng tin cậy người ta mới mua. Ví dụ như chỗ trung tâm khuyến nông á, chỗ các anh chị khuyến nông đã có thời gian tiếp xúc với anh chị cũng cởi mở, anh chị cũng vui vẻ, anh chị chia sẻ cặn kẽ, anh chị chân thành với bà con nông dân, chân thành với khách hàng, anh chị tạo được mối quan hệ được với bà con nông dân, tạo mối quan hệ được với khách hàng đó, thì bán hàng nó rất là dễ lắm. Còn mình bán hàng mà mình không có chân thành, mình không tạo được mối quan hệ với khách hàng, với bà con nông dân thì lỡ nói kiểu gì cũng không vô, nhìn mày thấy ghét, nhìn mày cũng chân thành, anh chị nói câu nào giả dối câu đó tao không khoáng được. Cho nên bán hàng không phải là những thằng bán hàng không phải những thằng lợi mép. Mà những thằng biết cách lợi mép. Không phải là thằng nào cũng lợi mép, nhưng biết cách lợi mép thì nó khác hơn. Phải là giới thiệu quá nhiều. Thế gì? Mình chân thành với khách hàng. Mình tạo mối quan hệ được khách hàng cảm thấy mình đáng tin cậy. Đó. Thì khách hàng mua lẻ mép. Ở đây là ban đầu mình tạo mối quan hệ với khách hàng, chị dạo này mình ăn sao, chị sức khỏe làm sao này đó, cởi mở vui vẻ với khách hàng đó, vui vẻ bà con nông dân thì người ta nói ôi thằng đó tao thấy nó nhiều chuyện lẻ mép ghê đó. Mà lẻ mép gì tao cũng khoái, nó tin cậy lắm, đáng tin cậy lắm, nó tư vấn cho tao cặn kẽ lắm đó nghe. Đó, thì người ta tự nhiên người ta thích rồi, chứ không phải là lẻo mép giới thiệu tất tần tật về sản phẩm. Nên mua đi, mua cái này đi, mua có khuyến mại quá xe không cần. Đó bán hàng đó không phải bán hàng chuyên nghiệp, lẻo mép đó là lẻo mép thua. Mà biết cách lẻo mép là bắt đầu từ câu chuyện làm quen với bà con nông dân, làm quen với khách hàng, thân thiện với khách hàng đó. Mình lấy được niềm tin của khách hàng, khách hàng cảm thấy mình đáng tin cậy thì người ta sẽ chân thành với mình, người ta sẽ mua hàng mình và không cần mình phải giới thiệu quá nhiều về sản phẩm, đúng không ạ? Hay gọi cách khác là mua hàng bây giờ người ta cứ mua hàng cảm xúc thôi, người ta cảm xúc thấy vui, tao thích lần này. Một ngày dù sản phẩm này bán thì cũng không gọi là chất lượng cao bằng sản phẩm kia. Đó, hoặc là sao hôm kia mình thích hơn sao hôm này, nhưng mà thằng này nói chuyện nghe được. Tức là giống như là cái cảm xúc người ta, mình đạt được cái cảm xúc người khác á, thì người khác sẽ mua hàng của mình, đúng rồi. Và cái thứ tư nữa, cái phẩm chất thứ tư nữa là hiểu người hiểu mình. Tức là hiểu người là sao? Là hiểu được cái nhu cầu khách hàng, hiểu được cái phân khúc sản phẩm, hiểu được sản phẩm nha, hiểu được khách hàng nha, hiểu được thị trường. Khách hàng có nhu cầu mua cái gì phải hiểu được. Rồi phải hiểu người mình muốn thắng, phải hiểu mình, chứ còn hiểu người mà không hiểu mình là thua. Hiểu mình là mình có đủ khả năng để đáp ứng với người ta hay không, đủ đáp ứng nhu cầu người ta hay không đó. Mình có đủ kiến thức để mình
ngồi mình nói chuyện, mình tư vấn với người ta hay không đó. Còn nếu mà không đủ kiến thức thì mình nhờ lãnh đạo cao cấp người ta chốt đơn hàng giùm mình. Ví dụ như nhờ chỗ anh Tăng á, tôi giờ kiến thức tôi yếu, tôi gặp khách hàng tôi run, tôi không có kỹ năng nói chuyện, cha ơi, anh Tăng muốn nói chuyện tôi cái, thì dĩ nhiên anh Tăng nhận lời, thôi mày chốt được để tao ra, ra tao nói chuyện cho. Tức là mình hiểu mình yếu quá phần nào. Ví dụ kỹ năng giao tiếp mình nói chuyện với khách mình cũng run quá, mình cũng không rõ sản phẩm nữa, mình phải hiểu mình trước cái đã. Mình không hiểu sản phẩm, mình không rõ sản phẩm, rồi mình run sợ trước khách hàng, thì mình hiểu được mình, thì thôi mình nhờ người khác chốt thì mình cái đơn đó. Hay là mình không hiểu được sản phẩm, mình biết mình là ổng dài, ông Tân đem sản phẩm mới về mà mình ổng giảng, thì nói chung mình cũng là biết nghe, mình nghe cũng không hiểu. Thôi giờ khách hàng muốn mua sản phẩm đó mà mình không hiểu sản phẩm đó, thôi cho anh Tân, anh già, anh chốt đơn này đi, và anh hiểu sản phẩm này. Mình đâu hiểu đâu, mình đưa nói chuyện khách hàng thế nào cũng rớt đơn rồi. Đó, cho nên mình phải hiểu người rồi hiểu mình rồi. Đó, phẩm chất người bán hàng, mình hiểu mình yếu ở chỗ nào, yếu chỗ nào. Đó. Mình nhờ người khác hỗ trợ mình, hoặc mình cố gắng, mình biết mình yếu chỗ nào, mình cố gắng tìm tòi học hỏi kinh nghiệm người đi trước, học hỏi những người tiền bối, học hỏi những đồng nghiệp, và thậm chí học hỏi khách hàng, học hỏi đối thủ cạnh tranh luôn, để bù đắp lại cái phần mình thiếu, mình yếu. Chứ không phải thấy tôi thiếu yếu rồi nhờ ông Tân nhờ hoài. Nhiều khi ông Tân cũng đi công tác ở Hà Nội, anh Tân ơi, cái đơn hàng này em nói chuyện khách hàng sợ rất, em không hiểu sản phẩm nha, anh giới thiệu em đi, tao đang ở Hà Nội, thì anh nói với khách hàng tiến đi, tao đang họp sao nói, chừng nào hết họp anh nói nha, thì khách hàng mua người khác luôn, tao đâu có chờ được. Cho nên mình hiểu, cả hiểu mình, hiểu bản thân mình thiếu yếu chỗ nào, thì mình tìm thầy để học hỏi. Mình học hỏi ai? Học hỏi những người xung quanh, học hỏi những đồng nghiệp bán hàng được, học hỏi cấp trên, học hỏi đối thủ cạnh tranh, học hỏi khách hàng, thậm chí học hỏi mấy anh em út dưới. Mấy anh em dưới nó nhiều khi nó còn hay mình nữa nha, chứ không phải là mấy thằng dưới là không có gì để học đâu. Nhiều khi qua cái công nghệ nè, phần mềm này nó truyền thông digital marketing đó chẳng hạn, thì cũng phải học hỏi thằng dưới. Thôi bây giờ mình yếu, mình cũng chịu khó mình học hỏi, mình khiêm nhường tí đó. Mình học hỏi thằng dưới để mình bồi dưỡng là kiến thức mình yếu đó, bù đắp lại đó. Rồi cái thứ năm đó, cái phẩm chất thứ năm đó, phẩm chất gì? Phải bán hàng phải có kiến thức đa ngành. Kiến thức đa ngành là sao? Ví dụ như là bán hàng, anh không đơn giản là người, như nãy tôi nói là bán hàng không đơn giản là chỉ người bán hàng bình thường, mà bán hàng ngày nay phải cố gắng trở thành một nhà tư vấn bán hàng, chứ không phải là bán hàng kiểu truyền thống ngày xưa nhé. Mình muốn trở thành một nhà tư vấn bán hàng phải có kiến thức đa ngành, không phải chỉ có, ví dụ mình bán cái bình trà, cái ấm trà này, mình chỉ hiểu sản phẩm của bình trà với cái ấm trà thôi. Mình chỉ biết kiến thức làm ra cái bình trà, kiến thức làm ra ấm trà, mà không biết kiến thức chuyên ngành là kinh tế FMCG, kinh tế bán hàng tiêu dùng nhanh, mà không có kiến thức đó. Thì bán hàng tiêu dùng nhanh thì mình có những cái marketing như thế nào đó, chương trình khuyến mãi ra làm sao, rồi giá cả như thế nào nó phù hợp với giá cả thị trường đó, như cung cầu ra làm sao, mình phải am hiểu kinh tế chứ. Mình phải bán hàng mình chỉ biết bán hàng này nó sản xuất kỹ thuật nó là nung gạch này, nung nhiệt độ cao này hàng, rồi lấy đất sét thì lấy ở tỉnh đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn đó. Mình đâu phải chỉ biết cái nhiêu đó đâu, anh còn phải biết là bán hàng bán cho ai nè. Bây giờ một cái sản phẩm tốt như vậy, đẹp như vậy nè, mình phải bán cho ai, ai là người mua đó. Giá nó cao nè, giá cao cấp mà, ai là người mua? Phải là những người cao cấp mình là mua không đó, cơ quan nhà nước là mua không đó. Bán cho người có tiền
có đủ điều kiện để mua sản phẩm cao cấp như thế này, chẳng hạn như là ra một sản phẩm đẹp như này, giá cả cao như này, chỉ có anh Tân mua nổi thôi, chứ ai mua nổi. Bán anh hậu xong mua đó, là phải mà tiếp cận anh Tân là tiếp cận bằng kênh nào nè, phải hiểu kiến thức và đa ngầm chứ không phải là chỉ biết được cái sản phẩm này thôi đâu. À, biết kỹ thuật nung sản phẩm này, kỹ thuật sản xuất sản phẩm này, chỉ biết nhiêu đó là không được. Phải biết là khách hàng ở đâu, ở đâu là làm cách nào để tiếp cận khách hàng, công cụ nào, rồi bán ra làm sao, kênh phân phối mình phải bán là cho khách hàng nào, khách hàng nào là một khách hàng mục tiêu, khách hàng nào là khách hàng tiềm năng, phải bổ ra đó. Kiến thức phải đa ngành lên, nó giống như câu chuyện mà bán lượt cho nhà sư. Nhà sư ai đâu mà xài lượt mà bán, có nhà sư nào xài lượt không anh Tân hả? À, nhà sư thì làm gì có tóc mà xài lượt, mà bán lượt cho nhà sư sao bán đó. Nó kêu là ông kêu ba ông, một ông đi bán lượt cho nhà sư, ông khác thì nói là sư ơi, giờ con bán sư không xài lượt, nhưng mà bây giờ con bán cho ai mà đi vô mà mua lễ chùa, sư tặng mua nhang á, sư tặng cho họ một cái lượt, mà mua một bó nhang sư tặng một cái lượt đó, thì con bán lượt này cho sư giá rẻ đó, cho khách người ta đi cúng rồi có lượt người ta chạy đồng đó. Thì ông sao ông thứ hai nói là bây giờ là đem cái lượt này là đi cho người ta, tức là ông bây giờ ông không có bán nữa, ông cho người ta để lấy số lượng đông đó. Thì cuối cùng là ông không có đơn hàng, ông chỉ làm từ thiện thôi. Ông nhưng mà đợt sau á, đợt này ông cho, đợt sau ông bán giá cao hơn đó. Tại vì cho người ta tạo nên cái thói quen tiêu dùng đối với khách hàng, thì khách hàng đã quen cái lượt đó rồi, quen cái bản chất, thứ nhất là quen cái mẫu mã lượt đó, thứ hai là quen công năng lượt đó rồi, khách hàng không thể rời xa được cái lượt đó thì bán cái giá cao hơn, đó là tạo cái thị hiếu người tiêu dùng. Và còn ông thứ tư, ông thứ ba thì ông cũng là và như là ông không có bán như mấy ông kia, ông không làm promotion, mà ông chỉ là khuyên người ta nên xài cái lượt này so với cái lượt của ông trước. Bởi vì sao? Cái lượt này nó có công năng nhiều hơn, ông tạo nhiều công năng cho cái lượt hơn, rồi vừa chải đầu vừa massage chẳng hạn, ông làm mới cái sản phẩm ông hơn. Lúc đó ông không cạnh tranh với ông thứ hai. Thì ba ông bán hàng cho sư đều có cách bán hàng riêng của ông, và ba ông đều đạt doanh số của công ty, chứ làm những chuyện mà người ta nghĩ là không làm được nó mới hay, chứ không phải là làm những chuyện mà người ta đã làm rồi, mình đâu phải là người bán hàng mà bán những cái đơn giản vậy, làm những cái mà người ta nghĩ là trời, thằng gì mới làm được đó. Rõ ràng là bán hàng nó phải sáng tạo, nó có kiến thức đa ngành, có kiến thức đa ngành người ta mới sáng tạo được cách bán hàng, đúng không ạ? Có nắm được không ạ? Phẩm chất cuối cùng của người bán hàng là gì? Là kiên nhẫn, kiên trì, đúng không? Bán hàng ví dụ bán phải kiên trì, chứ còn bán hàng mà không kiên trì thì rất khó bán hàng nha. Bán phải kiên trì bán hàng đó, ví dụ như tháng này không đạt doanh số nản quá, thôi nghỉ bán hàng, mình không có duyên với bán hàng quá, nản không được. Bán hàng là phải kiên trì, kiên trì tới cùng, phải nhẫn nại. Có một đợt tôi phỏng vấn một cái anh chị bán hàng, chỉ có kinh nghiệm 6 tháng bán hàng ở Nutifood á, chỉ về chỉ làm bất động sản. Đó, tôi mới tuyển vô làm nhân viên tư vấn bán hàng. Thì tuyển chị này vô,
thì buổi phỏng vấn đó, buổi phỏng vấn hôm đó thì chị cũng đến dự phỏng vấn. Cái chị bước vô, chị mở cửa, chị bước vô gặp tôi trong phòng họp, bước vô gặp tôi thì tôi nói với chị là em đi ra ngoài, em mở cửa rồi em gõ cửa, nãy em quên gõ cửa. Thì cô ta mới chở ra, ra ngoài gõ cửa rồi đi vô. À, đi vô tôi mới nói là thôi em ra em làm lại lần nữa. À, cái cũng đi ra, cũng gõ cửa, mở đi vô. Rồi tôi mới nói em làm thử lần nữa coi. Cũng đi ra, cũng gõ cửa đi vô. Rồi tới lần thứ tư tôi lại biểu lần gõ cửa cũng vẫn hơi nhỏ, em làm lại lần nữa đi. Cũng đi ra, cửa đi vô. À, tới lần thứ năm thì tôi mới hỏi, thứ năm cũng ra mở cửa đi vô, tôi mới hỏi là nãy giờ em đi có mệt không? Thì cô này nói em đi mệt quá, nhưng mà bán hàng mà phải kiên nhẫn với khách hàng. Có nhiều khi khách hàng em, khách hàng hẹn em á, hẹn em mà họ đi trễ 3 tiếng luôn, phải kiên nhẫn đợi người ta. Bán hàng đây này cho nên là phải kiên nhẫn này mới bán được hàng. Đó là tố chất người bán hàng đó, phẩm chất người bán hàng là phải kiên trì. Chứ còn còn ví dụ anh chị thấy tôi làm khó tới lần thứ hai thì thứ hai qua thôi chỉnh biệt nha ông hậu, ông nãy giờ là tôi hơi bị phiền tôi rồi đó, đúng không ạ? Cứ kêu đi ra đi vô, ra vô là nãy giờ hơi phiền tôi rồi đó, tôi về. Đó không phải là phẩm chất người bán hàng, bán hàng là phải kiên trì, phải nhẫn nại. Khách hàng nhiều khi khách hàng là từ nhiều khi tôi xin lỗi, đợi khách hàng 3 tiếng, bản thân tôi cũng vậy. Tôi đợi đối tác nhiều khi mua họ, tại họ mua hàng thì mua đâu 5-6 căn hộ mà thì đâu cỡ 10 tỷ chứ ít gì, cắn răng ngồi đợi, nhiều khi đợi sáng rồi tới chiều cũng ngồi đợi luôn. Khách hàng nói tôi delay chuyến bay, cũng phải delay, phải ngồi đợi sao giờ, đợi suốt rồi mới gặp khách hàng. Chính vì cái sự chân thành của mình mới bán được hàng, kiên nhẫn, kiên trì đợi, cộng thêm sự chân thành nữa thì bán được hàng. Đó, cho nên bán hàng nó phải kiên trì, nghề này là đòi hỏi kiên trì, cực kỳ kiên trì, chứ không, không đơn giản đâu, không đơn giản là bán hàng là được hàng đâu, phải kiên trì mới bán được hàng. Đó, tháng này bán được doanh số, tháng này bán được yêu cầu thì phải kiên trì bán tháng sau, sau phải đạt. Đó là phẩm chất của bán hàng. Thì ở đây có 6 phẩm chất của bán hàng. Các anh chị nhìn xem mình thiếu cái phẩm chất nào. Thiếu một trong 6 phẩm chất này thì không bán hàng được đâu. Đó, 6 phẩm chất này phải có mới tạo nên người bán hàng chuyên nghiệp. Còn nếu mà 6 phẩm chất này mà không có, Khó bán hàng chuyên nghiệp lắm. Để bán hàng chẳng như là dạng như lâu lâu để giống như tôi nói, lâu lâu cái ăn dư nhãn, ăn dư chôm chôm, ăn dư xoài đó, đem ra cái rổ phía trước nhà bán đó. Lâu lâu bán một lần đó. Cái đó là được, không cần 16 phẩm chất này luôn, cái đó bán dễ lắm, cứ để vào trước nhà cái người ta đi ngang cái mua. Còn nếu mà bán hàng chuyên nghiệp phải có đủ 6 phẩm chất này mới là người bán hàng được đó. Anh chị thấy mình thiếu phẩm chất nào? Anh chị cho ý kiến xem mình thiếu phẩm chất nào? Mạnh dạn lên. Hả? Có ai thiếu phẩm chất nào không? Có anh nào mà không cởi mở không? Không thích giao tiếp không? Anh nào không thích giao tiếp không? Giống như là làm việc, tôi thích làm việc độc lập à. Làm việc mình luôn á. Tôi làm với máy tính quen rồi, làm với bù lon bán quen rồi, bây giờ ông kêu bán hàng sao tôi bán được. Tôi không có nói chuyện với người ta được đâu, tôi nói chuyện rung lắm, nói chuyện với đám đông tôi rung lắm, tôi không có bán hàng được đâu. Có nào cảm thấy mình không cởi mở, không thích giao tiếp, mạnh dạn đi, tôi chỉ cho chiêu mà cải thiện liền. Thiếu cái nào là tôi chỉ cho chiêu cải thiện liền.
trong 6 phẩm chất này thiếu cái nào là tôi chỉ cho. Mạnh dạn, anh Tăng có thiếu cái nào? Cái trong 6 cái này thì em thấy chắc là có 2 cái mà hay cũng còn yếu. Cái hiểu người hiểu mình đó, nó cũng khó. Nhưng cái là có khi mình làm cái gì đó mình thấy nó, dù mình đăng mình bán hàng để ví dụ mà không thấy ai mua gì chứ, không ai liên hệ gì ta, thiếu kiên nhẫn kiên trì là cũng khó. Còn mấy cái khác thì chắc có lẽ là mình cố gắng mình học hỏi được. Có 2 cái kia đó là khó. Còn chắc là em thấy trong hệ thống khuyến nông này thì chắc mỗi người nó sẽ có cái hạn chế riêng. Trong 6 cái này chắc là mỗi người nó sẽ có những cái hạn chế. Chắc mà anh em khuyến nông cây, anh em nào có mình thấy còn yếu là đó, trao đổi để có gì thầy tư vấn nha. Có hạn chế nào đó cứ nói là tôi chỉ cho cách để khắc phục nó liền. Đó, ví dụ tôi hạn chế về hiểu người hiểu mình đó, thì chỉ cho cách khắc phục. Hạn chế phần nào là chỉ cho cách khắc phục để mình làm tốt công việc bán hàng của mình. Còn nếu mà thiếu một trong 6 phẩm chất thì khó làm tốt lắm. Đó, thiếu phần nào anh chị mạnh dạn nói tôi thiếu phần này. Dạ em xin chào thầy. Thì em cũng trong 6 cái này á, thì em thấy là cái vấn đề mà hiểu người á, thì nó rất là khó. Còn như hiểu mình á, thì mình sẽ cố gắng để mình trau dồi thêm. Còn cái hiểu người thì đối với em nó còn rất là hạn chế. Rồi giống như cái kiến thức đa ngành á, thì mình cũng có thể từ từ mình cập nhật. Nhưng mà theo em nghĩ, ví dụ như mình bán hàng nông sản á, thì mình cần phải cập nhật thêm những cái gì nữa thầy. Dạ em xin hết. Như nãy tôi nói là mình bán hàng nông sản á, là kiến thức đa ngành, ví dụ không có chỉ có biết về sản phẩm không đâu, không biết về thị trường. Ví dụ thị trường nông sản á, bây giờ thì hiện tại bây giờ thì đưa lên thành phố nó khó. Ví dụ tôi nói ví dụ thực tiễn đi, bên thành phố này trên Sài Gòn thì người ta đang thiếu nông sản, cách nào để đưa hàng nông sản lên Sài Gòn đó, liên hệ cách nào đó. Thì ở tức là mình phải phân biệt, mình phân khúc được khách hàng mình là ai, mình phải định vị khách hàng mình là ai, ở thị trường mình ở đâu, thị trường mục tiêu là ở đâu. Đó là kiến thức về kinh tế đa ngành. Rồi mình muốn bán hàng mà gọi là bán hàng chuyên nghiệp, bán hàng gọi là doanh nghiệp bán hàng á, bán hàng mà có thương hiệu á, nó không còn manh mún nữa, mình làm chuyên nghiệp hơn, thì mình thành lập, ví dụ mình thành lập một cái công ty nông sản nào đó, một hợp tác xã nông sản nào đó, mình lấy làm thương hiệu, remark làm thương hiệu nông sản đó luôn. Mà muốn làm được thương hiệu thì mình phải học về kiến thức về marketing, kiến thức brand management, kiến thức của kinh tế, mình mới làm được cái thương hiệu đó. Rồi sau xong rồi mình muốn xuất khẩu ra nước ngoài, mình phải có kiến thức về logistics đó. Tức là mình phải mục tiêu, mình phải đưa ra mục tiêu sản phẩm của tôi là bán trong nước hay bán ở nước ngoài, khách hàng tôi là ai, khách hàng tôi đang ở đâu và làm cách nào để tiếp cận khách hàng, thì mình phải đưa ra mục tiêu đó trước. Xong rồi mình thiếu cái phần nào thì mình bổ sung phần đó, ví dụ logistics, ba giấy tờ, thủ tục hải quan làm như thế nào, ở đâu là đó, làm sao từng bước một, mình học hỏi cái cách làm đó. Đó là để bổ sung kiến thức đa ngành, mình có thể học hỏi những người như nãy tôi đã nói, học hỏi những người có kinh nghiệm đi trước đó. Học hỏi những cái người, ví dụ như bên hải quan họ chuyên làm được cái vấn đề hải quan, mình có thể học hỏi thủ tục như thế nào, làm ra làm sao đó. Thì học hỏi nói chung kiến thức đa ngành đó, để cho mình có kiến thức đa ngành, nó là một quá trình dài chứ không đơn giản là ngày mai tôi học ông Hậu là ngày mai tôi biết hết á, học xong là tôi biết hết á, không có. Đó là phải là kiến thức đa ngành, mình phải trải nghiệm, thứ nhất mình trải nghiệm, thứ hai mình phải học hỏi trên phương tiện truyền thông, ở internet chẳng hạn, học hỏi những người bạn, những người đã làm rồi chẳng hạn, mình học hỏi nhiều kênh lắm để mình trao dồi kiến thức mình đó. Trao dồi kiến thức mà học thì nó không có dừng lại, đã nói là kiến thức thì nó mênh mông lắm, học không bao nhiêu là đủ, học
học học nữa, mãi lên lên nói vậy mà. À, cho nên học nó không không dừng lại. Cái phần kiến thức đa ngành thì học hoài, cứ trao dồi kiến thức liên tục. Đó. Phần này thì nó kéo dài. Hôm nay tôi không biết kỹ năng bán hàng, tôi học kỹ năng bán hàng. À, ông Hậu dạy cho tôi kỹ năng bán hàng, ngày mai ông Hậu cũng dạy tôi marketing sản phẩm như thế nào. Ông Hậu dạy brand mark về thương hiệu sản phẩm nông sản, phải làm sao chủ giá trị nông sản gồm những gì đó, thì mình phải học liên tục trao dồi liên tục, chứ phải là học một lần là biết hết. Không có ai dạy đâu, không có ai biết hết đâu, tôi cũng không biết hết nổi đâu, tôi chỉ biết cái phần của tôi thôi đó. Cho nên là anh chị muốn biết thì phải học hỏi những người chuyên môn, chuyên gia về cái ngành nghề đó. Đó, học hỏi những người đi trước đã có kinh nghiệm làm rồi thì phải may ra thì mới hoàn thiện được cái kiến thức cá nhân. Còn hiểu người hiểu mình, hiểu người ở đây á, ví dụ mình bán sản phẩm như nãy tôi đã nói rồi, mình bán sản phẩm mình phải biết được ai là người có nhu cầu, đúng không ạ? Mình phải biết được ai là người có nhu cầu, rồi họ đang ở đâu, thị trường của họ là ở, thị trường của mình là ở đâu, và họ thuộc phân khúc nào, phân khúc khách hàng tiềm năng hay là phân khúc khách hàng mục tiêu nè, tức là khách hàng sẽ mua, thằng này là nó sẽ mua, đó là khách hàng mục tiêu chắc chắn là mua. Còn khách hàng tiềm năng là như thế nào, phải hiểu được người nào có nhu cầu, người nào không có nhu cầu. Đó, thông ví dụ thông qua một vài cuộc nói chuyện để tìm hiểu, ví dụ anh chị em có sản phẩm ABC này, sản phẩm nông sản ngô khoai, anh chị có mua không? Không, tôi muốn mua, tôi mua đang tìm mua ổi xoài đó. Thì hiểu được cái nhu cầu người này, hiểu người tức là hiểu được cái nhu cầu của họ, hiểu được mong muốn của họ, và thậm chí khi mình giao tiếp với khách hàng, mình phải đọc về cảm xúc của họ, xem khách hàng này có phải là khách hàng tiềm năng không, có phải là khách hàng tiêu không, phải biết được cái sắc thái của họ, ví dụ mặt họ nhăn nhúm, rồi họ có những cái động thái phi ngôn ngữ, ví dụ như họ mình đang nói chuyện mà họ khoanh tay, họ dựa vô tường gì, là mình có nên nói tiếp hay không. Đó là phi ngôn ngữ đó, hành vi phi ngôn ngữ trong giao tiếp phi ngôn ngữ đó, họ khoanh tay mà họ dựa vô tường, mình có nên nói tiếp không. Làm như thế họ đang bảo thủ với quan điểm của mình, thì bạn nói gì nói họ cũng không nghe đâu, họ đang giữ quan điểm của mình mà, họ đang phòng thủ bạn đó. Cho nên là thôi nếu anh chị cảm thấy buổi nói chuyện hôm nay nó hơi cứng nhắc quá, thì hôm khác mình bàn sâu hơn về cái việc này. Hôm nay mình ngừng lại ở đây đi, tốt nhất là nên ngừng. Đối với những người có những hành động như thế thì nên ngừng đi, chứ còn nói thêm nữa bắt đầu có to tiếng với nhau, không nên. Đó là đọc về cảm xúc, hiểu được người khác, đó là hiểu người, và hiểu mình thì mình dĩ nhiên mình phải hiểu được mình đang làm gì, đang bán gì, sản phẩm mình như thế nào, mình cái phần nào thiếu phần nào yếu để hiểu mình.